Chào mọi người nhá. Nay mình cho Suna thì mới mua một ít quả bon bon về cho Suna. Quả này nó ngọt ngọt chua chua, không biết Suna đâu. Từ từ đó, ở đây chưa nào. Mình chuyên bán ra. Cắn đó, nào. Không cắn được luôn đấy. Móc móc bé móc ra nhở tuyệt vời, học bài, học bài hả? Nhiều ăn nó thèm rồi. Cái này nó hơi chua chua. Tâm có tâm lòi cho quần, quần rộng quá. Tâm tâm cơ, lòi ạ, lòi ạ. Còn chỉ có ăn thôi chứ không còn làm gì nữa. Tay nữa không? Mình cho Suna ăn lấy thôi nhỉ. Ăn này nó cũng hơi chua một tí nhưng mà không ngọt. Video của mình và Suna đến đây kết thúc nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.